sau đó thì bệnh nhân đi cầu lại phân bàn thì mình giải quyết sao mà cái này nguyên nhân do u u đâu, mình chưa giải quyết cái u đó được thì sao mà mình đi xuống để cho cái phân nó có màu vàng đó đâu quên không biết dạ. Hỏi lại. Cái này cũng câu hỏi rất hay. Dạ, cái bệnh nhân này nè, bệnh nhân khai là gần đây bệnh nhân đã đi cầu lại phân bàn rồi. Thì nếu mà nguyên nhân là do u lách kim thì nó, cái mặt nó không có đi xuống được thì làm sao phân bệnh nhân vàng của lại? Rồi, câu hỏi chính xác. Nha. Điều mà u là gì, nguyên tắc của vàng da là gì, là nó sẽ vàng tăng dần, không khi nào nó giảm hết cho u. Đúng chưa? Cho nên cái bệnh nhân nói bệnh nhân tái phân vàng ở lại có thể do cảm nhận bệnh nhân không đúng, muốn biết chính xác thì chúng ta phải thăm, ta không quan sát nhiều trường hợp bệnh nhân những cái vàng nó không phải do bệnh mà do thức ăn, hiểu chưa? Hoặc có thể cái màu không phải là màu vàng mà cái màu gì đấy mà bệnh nhân cũng nghĩ là màu vàng, thì khi trong toilet nó có đủ ánh sáng đâu, nó biết nó màu vàng hay màu khác, màu của thức ăn. Đúng chưa? Cho nên cái màu sắc đó có thể bị ảnh hưởng bởi những cái gì bệnh nhân ăn vô là một. Cái thứ hai nữa, trong trường hợp đích thực là có mật nha, thì cũng có một khả năng là gì, là có khối u đấy nha, nó bít đấy nhưng mà nó chưa, gần như nó chưa hoàn toàn, và bệnh nhân tắc hoàn toàn là do cái nút nhầy ở phía trên chỗ tắc đấy. Tôi nói bạn hiểu không? Thường thì trong các bệnh nhân tắc mật sẽ có cái nút nhầy đôi khi nó nằm lèn ở phía trên chỗ tắc, chính cái nút nhầy đấy nó làm cho bệnh nhân bị tắc hoàn toàn, mặc dù cái sang thương là tắc chưa hoàn toàn. Khi cái nút nhầy đó trôi qua được cái chỗ hẹp đấy thì bệnh nhân lại tái thông là được mật, dĩ nhiên là tái thông một phần thôi chứ không phải hoàn toàn, vì thế cho nên có thể bệnh nhân tái cái phần bệnh nhân tái vàng đó lại, tái có bilirubin đó lại, hiểu vấn đề chưa? Chứ còn bản thân cái khối u đó không thể nào nó tiêu đi hay nó nhỏ đi, viêm thì có thể, sổ thì có thể nha, sang thương do viêm có thể, sổ có thể, nhưng mà u không thể, mà cái tái xuất hiện bilirubin ở trong ruột đó là do cái nút nhầy nó thoát ra, hiểu không? Rồi, thôi rồi, giải tán.